Trước khi em đi qua Úc á, thì yêu cầu nó phải có tiếng Anh cũng là coi như là 4.5 đúng không? PT 30 để em đi qua đây, thì em làm sao để vượt qua cái trở ngại đó? À đúng rồi, cái PTE này mới khổ nữa chứ. Thế là bắt đầu nghĩ toang rồi, quả này hồi đấy là đúng rồi có thứ xong, nhưng mà em nghĩ là không có đi đâu vì không có đầu tiếng Anh đâu. Thực ra thì cái đó thì em nghĩ là ai cũng thi đầu đấy, vì em mà thi đầu được thì có lẽ ai cũng Giống như mình quá dở rồi là mình giống như đội sổ rồi vẫn còn thành công được thì nó lại khác. Rồi em có thể kể cho mọi người nghe cái quá trình của em ở Việt Nam trước đi, rồi sau đi qua Úc rồi như thế nào luôn. Ok, ở Việt Nam thì em tốt nghiệp năm nào, rồi em đi làm bao nhiêu năm cho các bạn biết luôn, background luôn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì em về đi học nguyện vọng 2 ở trong chỗ trường Đại học Y khoa Vinh ở Nghệ An ấy. Thì học bên ngành cử nhân điều dưỡng. Thì mình tốt nghiệp xong thì cũng làm ở Vinh một thời gian ngắn. Thì sau đó em chuyển ra Hà Nội, vừa học vừa làm ở trong trường Đại học Y Hà Nội. Thì sau khi em tốt nghiệp thì ra làm ở Hà Nội cũng gần được 2 năm ấy, ở trong trường Đại học Y Hà Nội ấy. Thì xong thì lại chuyển vào miền Nam. Khi đó lại chuyển vào miền Nam thì làm thì vào miền Nam xong thì xin thì lại vào làm được ở trong bệnh viện của Đa khoa Đồng Nai ấy. Thì làm bên phòng khoa phẫu thuật ấy thì cũng làm cũng vui, nhưng anh ở đó thì được nói chung như kiểu cái môi trường mới thì anh em mới con người kiểu ở trong miền Nam họ cũng vui nữa. Từ khi vào đại học thì mình mới định hướng, à mình cũng thực ra thì cũng có thích kiểu làm công chức này, vẫn thích làm kiểu kinh tế với tài chính hơn, nên là làm được xong một năm thì cũng công việc cũng đâu có đợi cũng suôn sẻ, nhưng mà thôi em xin nghỉ không có làm nữa, xin nghỉ thì lên Sài Gòn làm. Thì xong đó em lên Sài Gòn thì lên mà cùng ông anh là mở công ty làm bên chỗ điện tử với cả cái linh kiện thiết bị với sửa chữa bo mạch cho cả cái khu công nghiệp, cả cái xưởng trong khu công nghiệp ấy. Thì làm cũng đâu đó được chắc cũng được 4-5 tháng ấy nhỉ. Ở tầm đấy là công việc rất là suôn sẻ đấy, cũng mới gọi là mới khởi nghiệp nhưng mà cũng suôn sẻ thôi, thấy cũng được khá khá nhiều tiền đấy. Em thì có một đứa bạn nó đi trước bên này cũng lâu rồi, mọi người thấy cũng biết cái nhóm Working and Holiday với là có group Facebook á, nên là thi thoảng ở thì cũng vào xem thôi, chứ em thì không có xác định đi nước ngoài đâu, từ nhỏ là không có thích đi nước ngoài rồi. Nếu không đi nước ngoài thì hồi trước là đã đi Đức rồi, nhưng mà không đi nữa. Thế là ở nhà nhưng bắt đầu thấy cái nhóm đấy ở thì vào lần lá đi à, thì biết là cái ngày này này, cái ngày ngày đấy là nó mở cổng thông tin để đăng ký để xin thư mời, thì cũng tình cờ thôi, cho làm cho vui thôi. Là hôm đấy cũng canh giờ trùng cái hôm không đi làm nữa chứ, nên là lì nghỉ ở nhà ăn sáng uống cà phê, mở máy tính lên làm cho vui, thấy anh em mình làm mãi không được, mình làm một lúc xong mở ra thấy email bảo vệ này ở được. Ủa, thôi về nhỉ, thế thôi cũng quên đi chứ cũng không đâu không có tính để đi được kia. Thế hôm sau thấy nó gửi mail về các kiểu về rồi. Thế bắt đầu thấy mọi người bảo thư từ các cái quy trình để xin thư thế này thế kia ấy, thì em cũng làm mấy bộ đơn giản thôi, làm cho kiểu làm cũng sơ sài lắm, không có nghĩ là nó được được trúng đâu. Thế làm xong một cái thì hôm sau thấy gửi gửi đi, xong sau thấy thư gửi về luôn. Ủa, dễ ăn nhỉ. Ở bên này thì lại dịch bệnh các kiểu nữa, thì em cũng đắn đo biết có nên bay không này. Thế xong rồi thôi thì đi thử đi một năm đi xem thử thế nào. Thế là book vé đấy, giống hôm em kể với anh đó là cái đúng cái vé của em book á, là em bay đi Melbourne, là xuống đây là em có một một người bạn của em ở đây, là bay đi Melbourne là em book ngày 20 tháng 3 thì bay đi đây. Nhưng mà sau thì thầy bảo giờ này dịch ác quá, hồi đó nghe dịch là thấy bên này nghìn mấy cá là sợ á. À, thế thôi em thấy ôi sợ quá thôi book lại vé, hay book vé bay đi Darwin. Thì về bắt đầu về Darwin có trong nhóm có mấy người họ có việc đến nay gia hạn được thì các kiểu. 18 em bay thì đến đúng sáng 19 luôn, sáng 19 đi đến nơi thì tối 19 lockdown và cả Úc đó luôn á. Làm trên đó là cũng được gần một năm đó, cũng phải gần một năm ấy, thì em thì quay xuống đấy bay xuống đấy thì bắt đầu về đấy thì cũng làm dưới này. Ở trên đó thì buồn, hồi trước kia mình ở Việt Nam vui mà mình kiểu thích cái về vui kìa, lên đấy đi làm farm đâu các kiểu nó cũng vất vả, nhưng giống kiểu mình người kia được đi tĩnh tâm đâu các kiểu ấy, nhưng cũng cũng hay coi như một cái trải nghiệm hơi là lạ tí. Sau đây
Về đấy thì chúng đấy thì kiểu ở khu này thì người Việt mình đông vui này, tiệc tùng nhiều, với là đi chợ búa đồ ăn Việt mình nhiều á. Ồ thấy ở đấy cũng ok này. Visa năm đầu tiên là em ok qua đây làm trong vòng có mấy tháng, tháng là xong hết rồi đúng không em? Từ ngày có thứ đến ngày mà em có visa là đâu đó khoảng tháng rưỡi thì phải anh ạ. Tức là nộp, em nộp chơi chơi thôi, cũng không có đầy đủ lắm đâu, cái hình cũng lấy cái hình cũ rồi các kiểu để nộp mà gửi ra mà sau hôm sau thấy bảo apply đâu các kiểu, xin xong thư là em tự apply mấy cái đơn giản cũng thấy cũng được luôn. Rồi qua đây là xong rồi em apply năm thứ hai là em lên Darwin em apply là như đúng 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 luật rồi đúng không? Là em được xin năm thứ hai. Rồi Dạ năm đúng. thứ ba thì sao ta? Năm thứ ba thì trong năm thứ hai đó em cũng làm 6 tháng luôn rồi. Dạ Đấy, đủ luôn năm thứ ba luôn. cũng gần đủ tháng ấy ạ, gần đủ 6 tháng thì em quay xuống đấy rồi. Thực ra ở đấy thì mình đi làm cái ngành này, làm ở ngay Melbourne đấy cũng có anh ạ, mấy cái hãng mà làm về packing đóng gói hoa quả mà liên quan đến cái gì đó của bên nông Có nghiệp ấy mà. được. Đấy. Bây giờ là em đang là ở tháng cuối à, gần như là còn 3 tháng cuối là của năm 2 đúng không? Con 3 tháng cuối của năm năm 2 nữa anh ạ. Anh em có thể chia sẻ cái kinh nghiệm mà làm việc trên farm cho các bạn được không? Cái cảm giác như thế nào? Em còn mấy cái video hình ảnh gì hồi xưa em làm cho đó không? Công việc của em ra sao? Vẫn còn anh ạ. Rồi em kể cho mấy bạn nghe đi, làm sao mà em xin được là việc làm ở trên trên Darwin, rồi làm sao em làm sống sót một năm ở trên đó như đi như nãy em nói Đi như đi lên cuối tính tập tỉnh tập ấy không rất là hay luôn. Ở từ những nói chung thực ra đi đi cái này rất là thầy quả là bình thường luôn em thầy. Ở ngay ngày trước là đi đi thi đại học còn phải mẹ đưa đi thi đâu các kiểu, nhưng mà cái hôm nay em đang đấy em cảm giác ủa này đúng cái hôm nay em đi là con bàn giao công việc cho anh em con tiếp khách mà uống uống đi năm hai lon bia ở Thủ Đức, uống mấy lon bia xong rồi mới bắt đầu lên sân bay, xong rồi em bay qua là lấy đúng cái đợt cái gì lockdown ở Singapore em thì quả giang ở Singapore Singapore transit ở xong rồi sơ hồi đấy sơ dịch lắm anh ơi, trước có liên lạc với mấy anh em ở trên nhóm nó ở Darwin cả farm cần tuyển người đâu các kiểu thì em vào nhắn tin em hỏi này ở em tình ngày này qua ngày kia qua thì anh ok ghé đây anh ấy do chỗ này làm cũng ok có chỗ ăn chỗ ở thì cũng đúng một một vài tin nhắn với là anh ấy làm về gọi được khoảng 5 phút điện thoại là ok luôn. Ở đây là cho địa chỉ với là xuống sân bay thì bảo có xuống sân bay thì nhà máy cho anh gọi người này chạy Uber ra họ đón luôn. Ngon lành em chủ động á, nên em sẽ được những cái mà người khác người ta không chủ động, người ta đâu có làm được đâu, còn em chủ động em nói chung là mình cứ cứ có khó khăn là mình cứ gõ cửa mình nhờ thôi, à người ta giúp được thì giúp, còn người ta không giúp được thì mình cứ tự mình xử thôi đúng không? Đúng không? Đi Uber thì mình đi tự book Uber hoặc đi taxi. Em thấy kiểu thứ nhất là có vẻ mọi người kiểu kiểu gọi là gì đó đồng hương đồng khói đi xa nhà thì em nghĩ là hầu như ai cũng tốt như nhau ấy, nhưng mà Thương thương mấy bạn mới qua đúng không, giúp đỡ mấy bạn mới qua. với cả là cũng cùng cái loại visa của mình nên là ai nhiệt tình á, thật ra là em nghĩ là ai hỏi ai cũng họ trả lời vì họ nhiệt tình vậy á, dễ thương đấy nhé. Ui xuống thế là con bảo phải mua cái này mua cái kia, em phải tự cách ly mà em phải xuống sau đó em tự cách ly ở farm đấy, là tự cách ly ở cái nhà gần farm đấy là 2 tuần, là mua cái siêu thị mua nước rồi mua sim điện thoại này kia các kiểu đầy đủ để sinh hoạt đấy. Trước đó thì các anh cũng đi đi chợ cũng chủ chợ đi chợ mua sắm mấy cái trang thiết bị với nhu yếu phẩm cơ bản, dầu ăn đồ để nấu nướng cũng cơ bản rồi. Thế là hôm đó thì mình đến đó xong mình cách ly đồ là 2 tuần xong xuôi thì đi làm gần cuối mùa mưa bắt đầu vào mùa nắng ấy, là bắt đầu cũng chuẩn bị dọn dẹp farm để dọn dẹp những cái củ cây kia cũ để chuẩn bị là mình trồng trọt cái loại mới ấy. Anh nói chung từ nhỏ thì mình cũng làm nông quen thôi, với cả mình thì tính em thì nói thật là chịu khó, em ở thì người thì khác làm được thì mình cũng làm được, ông bà hồi xưa làm gấp 5 gấp 10 mình thì ăn chua, nhưng nay mình thanh niên mà chứ chứ hồi đòn cũng cũng mệt đấy. Nói chung mà kiểu anh nào công tử là em nghĩ cái job đó là tôi đi dọn đấy là không trụ được đâu. Xong đó thì trông lên thì đến job đi hái chăm cây cucumber, cây dưa leo đầu đũa mướp đắng khổ quá. Xung quanh nó bao bằng cái lưới màu xanh hết rồi em, hay là màu đen? Dạ Ủa, màu trắng, màu trắng anh ạ, trắng cái lưới hả? mà
Dạ cái lưới mà sợi cước ấy, dạ cái farm đấy cũng lớn, cái anh đấy cũng chủ là Việt Nam luôn, mà cũng cũng chịu khó ghê luôn đấy. Một mình anh thì mua cả quả đôi, có lẽ anh bảo là anh chưa khi nào đi được hết hết cái vườn của anh, mấy thì nói chung là cả quả đôi to lắm là trong đó còn có cả farm xoài rồng cả 12.000 cây xoài, 12.000 gốc xoài. Thì làm xong mua đấy là làm xong mua rau củ quả đấy thì chuyển sang làm mua xoài. À, xoài thì làm mua xoài thì cực cực hơn. Yeah. Trời nắng mà mình đi hái xoài là phải ngước ngước mặt lên ở trên trên trời á, nên là nắng khá là chói chang đấy. Đợt đấy lại cũng vui, thì trúng mấy cái thanh niên mà ở đảo nhà đảo gì thôn ga à, đảo Thông gà à, thông gà. gà có mấy 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 thanh niên cảnh sát à, cảnh sát thì đi đấy mà police ở bên đó mà đi sang du lịch mà cũng bị kẹt, nên là cũng phải vào hải xoài với nhà em á. Khi hải xoài là phát cho mỗi người một cái cây để hải xoài là cũng hải có một cái máy đi giữa con anh em, hai bên là cứ hải để ném vào đấy. Việt Nam mình nhỏ con hơn nhưng mà thấp hơn nên là hải thì kém hơn, nhưng mà cháu em mình thôi không có phải là xoay nhiều mà không có hải bằng cái cây hải nó mà leo lên cây luôn. Vì hải thì ba anh thì có hai anh Việt Nam thì xuất sắc luôn, em với một anh nên là lên từ mấy thanh niên đảo kia là phải ngước nhìn luôn đấy. Mình thông minh mà mình không có chơi cây được thì mình leo lên lên À, cây. đỡ mỏi cổ mà làm này năng suất cao luôn, mấy mấy thanh niên kia là khiếp đen luôn. Rồi sao nữa, lên đó xong rồi quăng xuống cái máy luôn hả, nó không có bị Dạ dập cái máy đấy là ở giữa là có một cái bạt ở giữa, rồi hai bên là à, vô vô bạc thôi. dạ mình ném một bạt là nó rơi xuống cái máy, là máy nó cuốn về, máy nó có cái băng chuyền nó chuyển về cái chỗ để rửa. Dạ, mình rửa tay luôn, rửa tay xong là mình cho vào cái bin á. Dạ đây bắt đầu từ đây bin là thả xuống dưới đấy là có người dùng forklift clip họ chở lên xe. Em làm như vậy lúc đầu đó người ta trả lương em bao nhiêu? Sau đó có tăng lương không? Ở trên đó là lương chuẩn của nhà nước luôn anh ạ, chuẩn quy định luôn. Hồi đó năm đó hình như là con 23.64 hay chấm sáu mấy đấy nhá, thuế má đầy đủ. Dạ con đó là chỗ con muốn có muốn nói chung nhiều người họ giới thiệu chỗ ngon lắm. Lương hải xoài ở cái khu khác, nói chung đi gần gần vào cái cũng ở Bắc Úc nhưng mà ở cái màn mà gần gần ở giữa trung tâm ấy anh ạ, gần 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 sa mạc đấy, là ở đấy là lương 32 đồng một giờ cũng có này, là chuyến về hoặc là chuyến làm ở trong kho đấy, lương 35 đồng một giờ cũng có luôn. Phải biết lái forklift với lại phải có nhiều kinh nghiệm làm mấy khác nữa, làm được nhiều việc đúng không? Nghề phục clip thì cũng lại ngon luôn nhưng mà không có bằng thôi anh ạ. Thì vì với mày đấy thì mấy thanh niên thì ở đấy cũng biết là bên này thì an toàn nhưng mà thực ra cũng có người làm đâu anh, mình không làm thì nó xoay nó hư hết à. Em mà biết anh rước ở dưới Melbourne này rồi là anh chỉ rồi, chỉ trong vòng một ngày là em có bằng luôn á, có nhiều cách lắm nhưng À mà hợp pháp nha. dạ Chúng phải mua bằng nha các bạn, đừng liên lạc với mình đừng kêu bán bằng một clip không nha, không có bán đâu. Rồi sau đó em có chuyển farm khác không hay là em cứ dưa leo xong rồi xoài xoài rồi dưa À, cũng một một farm đỏ thế anh ạ, làm mình leo ra đúng ở rồi? đó quen thì cũng vui, anh chủ cũng nhiệt tình, thiếu thốn cái gì thì xe cộ mình có, anh ấy chở đi đi city để mua sắm đồ này kia, làm xong xuôi thì bảo với anh này thôi em chuyển xuống dưới này làm để ấy, chứ em cũng làm trên này mà. Thứ nhất là đủ giấy tờ, với thứ hai là em đi trải nghiệm nó chính á, thấy đời là vui rồi. Cái chỗ em làm farm nó cách cái trung tâm CBD ở Darwin bao nhiêu xa em? À, phải đến khoảng cỡ 85 cây đấy nhá. À 85 cây. Còn em ở đâu? Em ở luôn trên farm hay là em ở gần đó? Ở trên ở gần khu gần từ đấy cũng gần, nói chung là gần farm ấy nhá, thì có trước đó khoảng 20 năm thì cái farm này là lâu rồi, người ta đã dựng mấy khu để cho người thuê họ ở anh, ngay trước nó kiểu dân nhiều á. Dạ. Vậy là em ở thuê cái nhà đó, là cái nhà đó là người quen giới thiệu mấy bạn ở chung với nhau hết luôn hả? Rồi sáng sớm anh em chạy xe đi làm hả? À không, của cùng một chủ của anh đó hết anh ạ. Là À dạ là ở một chỗ đó hết luôn, là mấy anh em dạy quốc bộ thế ạ. Con cái nào xả à ok, chủ anh chờ chờ đi. rồi rồi anh hiểu rồi, là coi như là nằm ở trong nội bộ hết hết đúng Dạ. không? Dạ trong cô hết. Đợt nào anh cứ lên đó chắc em giới thiệu cho anh, cái anh đó anh lên anh gặp anh thăm anh luôn. Dạ ok anh ạ. Anh hỏi thêm nữa là em thấy Melbourne, em đã lên CBD của Melbourne rồi với lại Darwin rồi, em thấy hai cái đó so sánh với nhau đi, nó giống giống như hai thành phố nào ở Việt Nam, ví dụ như
Melbourne em tưởng tượng giống như Sài Gòn đi, thì Darwin nó giống giống như như tỉnh nào, tỉnh ở quê, ở tỉnh của em, quê em hay là ở tỉnh nào, nó văng vắng hơn chút xíu hay là sao? Để mà so sánh cái này thì cũng khá là khập khiễng nha. Nhưng mà để so sánh với Hà Tĩnh thì Hà Tĩnh với là Sài Gòn thì cái Hà Tĩnh hơi nhỏ hơn so với cái Darwin. Thực ra cái Darwin nó rất là nhỏ á, vì đi vòng một chút là hết rồi. Với cái nhà cao tầng thì cũng không có mấy cái nhà cao tầng đâu. Apartment chắc cũng được khoảng vài tòa, với là khá là cao tí thôi. Thì như đâu đó nhà cao nhất là được 19 hay là 30 tầng gì đấy á. Còn dân cư thì cũng được có 4 khu hay là 3 khu lớn, gọi là lớn nhưng mà cũng gọi là quây quần tí, nhưng mà nhỏ nhỏ thôi, chứ không gọi là lớn như ở Sunshine West hay là ấy như của mình đấy đâu. Nếu mà đi lên đó đi du lịch rồi đi tham quan chắc đi 2-3 ngày là đủ rồi hả? Dạ, lên đấy mà để tham quan thì chắc là khoảng 3 ngày là đi được. 2 2 3 ngày ở trên đấy thì có công viên quốc gia Kakadu, cái bãi bãi thuyền ấy, nếu mà mình quen được cái thì họ cho mình ra ngoài biển đi bắt cua đồ các kiểu cũng vui. Còn city thì nhỏ lắm, quán ăn Việt thì được có 1 2 quán như đấy á. Nói chung em nghỉ là khoảng 2 ngày là hết rồi, không có gì để chơi trên đó. Đi lên làm farm thì ở được nguyên năm, có đi chơi chỉ có 2 ngày. Em có lời khuyên nào cho mấy bạn, ví dụ như mấy bạn sinh viên năm cuối hay là mấy bạn mới ra trường rồi nọ, mấy bạn muốn qua bên Úc tập leo núi rồi đi làm farm rồi như nào, Ở mấy bạn đây là nên làm gì? thật lòng đó là một cái trải nghiệm rất là đặc biệt ở trong đời em á. Vì ngày 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 trước là từ mình hồi nhỏ sống lớn lên đến lớp 12, xong đi học đại học, xong đó đi làm, cái cuộc sống của mình rất là xô bồ bận rộn, nhưng lo rất là nhiều thứ mình phải lo các kiểu. Bạn bè rất là đông, và em một cái chơi cũng vui nên là bạn bè đông lắm. Nhưng mà đến khi tự dưng mình sang đến đây một cái, thế là lên trên đó có một cái đặc điểm là ở trong cái khu đấy là khu đồi núi này, là không có sóng nữa chứ, là chỉ có một cái chỗ mà gần cái gốc cây đấy mới hay có cái sóng tốt tốt một tí. Ok. Dạ Tự là kỷ luôn cái đó đó, không dễ đâu. thế là bắt đầu thấy mình thấy chả mình thế này, giờ không có điện thoại này để dùng, sóng người kém thế này, mạng việc cũng kém thế này, sao sống nổi nhỉ. Nhưng mà rồi đến một cái vài thời gian này và nó cũng bình thường. Khi gầy giống đấy mình kiểu quay lại về thời kỳ ngày xưa ấy. Đấy, thì cũng bình thường chứ không có sao hết cả. Trải nghiệm không phải là xô bồ như ngày xưa, mình có nhiều cái khoảng thời gian để mình ngồi ngập này ngập kia, thời gian đi làm rất là nhiều luôn. Nhiều làm chẳng hạn nhiều mấy anh em làm cùng, nhưng mà người mỗi người một hàng, mỗi người một khoảng, nên là cũng ít nói chuyện với nhau. Đấy, thời gian đó rảnh nhiều thì mình có thể là suy nghĩ ngày nay cái kia, mở tiếng Anh để học, để mở audiobook để nghe. Chỉ có một cái thiếu sót của em là đáng ra hồi đấy là mình phải tập trung để học tiếng Anh, vì ở đó có cả cánh cũng khá hơn mình nhiều, vì không có tập trung học lắm, tập trung vào học mấy cái về tài chính với là học hành về cái phát triển bản thân nhiều hơn. Đó là một cái cuối cùng ngập lại thì có một cái thiếu sót là không, không tập trung để trau dồi tiếng Anh của mình một tí. Từ nhỏ là áo ước giờ là phải để một bộ tóc thật là nghệ sĩ, thật là đặc biệt tí, để lên đấy là để được cả râu cả tóc luôn, nhìn cứ như giáo sư cô trồng xoáy ấy. Rồi, ok, bây giờ anh hỏi em thêm một số câu hỏi nữa. Là trước khi em đi qua Úc á, thì yêu cầu nó phải có tiếng Anh cũng là coi như là 4.5 đúng không? PT 30 để em đi qua đây, thì em làm sao để vượt qua cái trở ngại đó? Đúng rồi, cái PTE này mới khổ nữa chứ. Hôm thực ra tiếng Anh của em ngày trước có biết gì đâu, anh đi học mấy cái môn mà nhảy số về tính toán thì khá là ok đấy. Còn mấy cái môn mà về tiếng Anh thì văn việc là không có học đâu, dân dân tự nhiên mà, với cả ở quê nữa nên là không có tập trung lắm. Thế là bắt đầu nghĩ toàn rồi, quả này hồi đấy là đúng nơi có thứ xong, nhưng mà em nghĩ là không có đi đâu vì không có đầu tiếng Anh đâu. Thế là thấy mọi người bảo ơi thì cái này dễ lắm, đăng ký cái lớp này lớp này, thì em ok đăng ký luôn. Học xong người ta bảo là học học khoảng 2 tuần thì từ ôn luyện, sau đó khoảng cỡ 1 tháng là đi thi được. Thế ông thầy dạy em xong là ông lắc đầu luôn, ông bảo vì thế này thì toán rồi, này thì chết rồi. Vì em cũng học có ít nữa, với cả đợt đấy đi làm là chủ yếu, đợt đó mới mời công ty về ông anh là đi cày nhiều quá, về cũng có thời gian nữa. Thế là đến gay gay gần đi thi rồi, thầy kiểm tra lại, thầy bảo ui luyện thì em ơi thế này thì chết.
Thế là em cũng mấy ngày cuối sáng dậy sớm mình cày cuốc tí. Hôm đấy sau có lịch hẹn là lên đi thi trên quận Nhật á. Như quận Nhật hay quận mấy đấy á. Thế là lên thi xong phát là em trong đầu nghĩ ơi quả này thì đi văn điển ơi, quả này thì chắc phải làm cuộc nữa rồi. Nhưng mà thi xong thì được 34 điểm. Đi thi xong ngay ngay hôm sau ngủ dậy chứ 4 giờ sáng thấy mèo về được 34 điểm mình ui dạ ngon nhỉ, cái này được nhỉ. Ngon phết. Là coi như là em không học gì nhiều quá đúng không? Em chỉ vô học cho biết thôi, rồi sau đó ôm chút chút cho sơ mà đi thi vẫn đạt. Cái đấy thi mèo là chính anh ạ. Với cả thực ra thì cái đó thì em nghĩ là ai cũng thi đầu đấy, vì em mà thi đầu được thì có lẽ ai cũng Giống như mình quá dở rồi là mình giống như đổi sổ rồi vẫn còn thành công được thì các bạn khác chắc sẽ thành công. Với cả mình là không không chăm chỉ nữa, vì là mình có nhiều cái để làm quá, cũng tập trung. Với cả ban đầu cũng để mà nói sáng định đi thì cũng có định hướng đi á, nên là trúng thì đi còn trúng thì thôi, cũng có nặng nề lắm. Và em biết anh từ bao giờ rồi sau đó là định hướng để mà định cư Úc của em ra sao? Cái ngày hồi em làm ở miền Nam ấy, là làm ở bệnh viện ấy, thì cũng có em cũng có làm cả cò mồi đất đai ở trong đó nữa, có một câu làm có một câu Em dùng từ cũng thấy vui thiệt chứ. Hồi nãy thì em đi qua bên gì đó Singapore thì em nói em dùng gì đó quá giang quá quá cảnh hay dùng quá giang hay cái này thấy hay, còn bây giờ là môi giới bất động sản dùng từ còn một em dùng đúng từ luôn á, nhưng mà dân giả thích 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 cái từ của em. Nghe 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 hơi nhỏ gì đúng anh. Nghe 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 nó hơi nhói nhưng mà nó lại đúng sự thật. Rồi em nói tiếp Ông nói tiếp. cầu của em là cũng phân lô bán nền ở trong đấy. Đấy, thế là ông ấy hôm đó mới bổ ra bán nên là Bộ bộ đâu phải đâu phải cây đâu em chơi bộ đấy thì dùng từ hay anh thích rồi đó. Sau này anh sẽ dùng mấy cái từ của em. phân lô bán nền kia bộ bộ rất là Ủa đấy đấy bộ bộ chị ra nghe bán thành vui thiệt đó. bộ ra bán thì đấy hôm hôm đấy là có mấy mấy lô nhỉ, mấy 67 lô chứ. Thì cái ngày đấy là cũng hôm đó cũng cuối tuần em không đi làm, thế là em đi ra Đất. chừng cái biển ấy, tất cả với cả ra đấy với cả thằng em nữa. Thế là về điêu được chốt 4 lô luôn. Có Bốn lô ngon luôn. năng khiếu bán đất à, để anh dẫn em đi bán đất. Được. Đó là về cái kỷ niệm đi bán đất. Mình muốn làm cái gì đó để tôi ấy khá hay là gì đó, mình phải học trước tiên. Vì cũng đọc sách đồ nhiều, vì cũng tham gia hội chức ở Hà Nội hay lên Sài Gòn này, là ở bên ngoài em cũng hay đi lên mấy cái lớp mà hội thảo ấy. Cũng Em có có tư duy này này kia, nếu cũng giống kiểu ngó một tí nên là thế là em cũng lên tìm hiểu. Thì hồi đấy là thấy kênh của thầy anh Quang Lê hay chia sẻ này, xong rồi thì có cả anh nữa này, thầy ồ kiến thức hay quá, chia sẻ hay 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 thiệt á. Là em xem hồi trước là xem rất là nhiều video của các anh ấy, đặc biệt là hồi năm hình như là 28 gì trước kìa. Hồi anh ấy nói là đất ở Nha Trang như này kia nhiều ấy, làm ở đó đâu các kiểu ấy. Thì em biết từ hồi đó sang đây thì em mới bắt đầu tìm hiểu ấy. Thì thực ra mình đi làm cống thế này cũng có nữa, trong đầu thì mình chỉ định hướng từ đâu rồi sang đây mình trải nghiệm thôi, coi thử có cách nào hay hơn không đi. Nên kiếm thêm cái thứ thu nhập thụ động này kia. Thì mình nhớ ra có anh Tâm như bên này này, xong search Facebook xong thấy xem video anh chia sẻ nhiều á. Thế là liên hệ luôn, liên hệ xong đăng ký cái lớp. Trước mắt thì em đăng ký lớp Airbnb xem thử cái cộng đồng bên này của mình thế nào, cái giao lưu gặp gỡ mà thấy vui thì Thích tính vui tiếp. hả? Hôm bữa em đi offline đó là bữa đó là chỉ có chắc là 1/10 thôi. Mấy anh chị đúng ngày Giáng sinh đó, anh cố tình offline đúng ngày Giáng sinh để cho giảm bớt đó. Với lại anh sợ là dịch mấy bạn ngại á nên đăng cái đúng ngày đó, anh chọn ngày đó để cho nó giãn ra. Khi nào có dịp đó, đi nhậu với mấy anh chị em thấy khủng khiếp đó. Tới một đông đông là đông ra công viên đầy nguyên luôn. Nhưng mà hôm đó em thấy vui mà, hôm đó vui với cả chất Cảm lượng. ơn. Bye mọi người. Rồi. Bye bye.